Xin chào mọi người đã ghé xem kênh Thủy Canh Tài Gia của mình. Hôm nay mình đi thu hoạch cái xà lách nha mọi người. Chỉ có một số cải vụ mới mình mới gieo lại. Để mình dẫn mọi người đi xem nha. Cái vàng Thủy Canh dưới đây thì mùa này cái ngọt rất phát triển cũng ok nha mọi người. Cũng thu hoạch được một đợt rồi mọi người. Giờ mình cũng hơi bận bịu á, nên khi thu hoạch mình không có quay lại cho mọi người xem cái ngọt dưới đây nha mọi người. Mùa này cái hướng nắng nó xây tốt quá mọi người. Trên hướng này là nắng nó rất ok mọi người, trên cái mấy cái cải mình nó phát triển cũng rất là tốt luôn. Dưới đây thì mình trồng cải ngọt nha mọi người, với một số cải bẹ trắng mình có đem mình trồng ở đây. Má cây ngọt nó to to không, rất ok. Mùa này mình tơi cũng còn rất nhiều nha mọi người. Mùa này mưa nó mát mát á, nó phát triển, mùa tơi nó phát triển dữ lắm. Số cây ngọt này là thu hoạch được một đợt rồi đó mọi người. Đây mùa này nắng ok đó mọi người, nên mấy cái cải trồng dưới đây cũng phát triển rất là tốt. Số cải bẹ trắng mình đem lên trồng sau nè mọi người, cũng hơn 2 tuần. Những cái tháng này thì mặt trời nó xây hướng này á mọi người, nên mấy cái cây rau dưới đây phát triển rất ok. Chứ mấy tháng trước là nó bị mấy cái nhà cao tầng nó che, ánh sáng nó mặt trời nắng mặt trời buổi sáng nó không có chiếu tới mọi người, cây nó phát triển nó không ok lắm. Tháng này thì thấy nó ổn rồi mọi người. Bây giờ bên đây thì mình thu hoạch cũng hết rồi nha mọi người. Còn có một số cải về ngọt với cải về trắng nè mọi người. Hai cái dạng rau dưới đây thì chỉ còn rau như vậy thôi mọi người. Số cải ngọt mồng tơi với cải về trắng mọi người. Mấy cái vàng thủy canh trên đây thì còn rau muống nha mọi người. Số rau muống bữa trước mình về quê nó chết cũng một số rồi mọi người, còn một số mình dưỡng lại nó cũng hôm nay nó cũng nhảy đợt lên mọi người. Có một số mình đang trồng lại nha mọi người. Số cái cây không quế mình nó lớn quá mọi người, hơi già rồi. Bởi vì quê thì nó bị thiếu nước, nó bị vàng lá này nó mới phục hồi đây mọi người.
con vàng quá rồi, nó lớn rồi. Mình cũng tiếc tiếc cũng chưa trồng lại á mọi người. Đợt sau mình cắt nhánh mình trồng lại. Cảnh cũng còn lá non ra nhiều lắm luôn rồi. Mình vẫn để mình ăn tiếp này. Cái vườn rau thủy canh trong đây thì cái trụ đứng này thì mình thu hoạch chảy bể trắng gần hết rồi nha mọi người, còn mấy cây con nhỏ nhỏ thôi mọi người. Còn cái vườn phía trên này thì còn trái ngọt cũng khá nhiều nha mọi người. Khi số kẻ bể trắng đợt sau mình mới gieo lại, mới trồng lại. Hôm nay mình có trồng lại một số kẻ bể xanh với bể xăng với một số cái xà lách lại nha mọi người. Để bể dúng số kẻ bể xanh với kẻ bể dúng một số kẻ xà lách mọi người. Bây giờ trụ đứng bên đây cũng hết rau rồi mọi người, còn vài cây gãy bài trắng mọi người. Bây giờ mình bận bịu quá mình cũng không có quay lại cho mọi người xem. Đây một số rau muống được rồi, nó cũng còn mọi người. Đây thì còn số xà lách nè mọi người. Cái xà lách này nó cũng mình thấy nó cũng hơi già già đâu mọi người. Đợt mình bận bịu quá mình ăn cũng không kịp á, nên một số nó cũng hơi già. Đây thì còn cái cải bể trắng đợt mới mình đem lên đợt rồi vậy mọi người, em cũng còn nhỏ nhỏ chưa lớn lắm. Những cây ngọt này nó theo bông mọi người. Trên đây có một số xà lách nè mọi người, nó lớn hết trơn mọi người, nó tách già hết rồi. Cái xà lách này mình ăn mình hái sớm sớm tí á, nó không có không bị đắng nha mọi người. Cứ mình để nó lớn lớn như vậy là mình ăn rồi nó sẽ có đắng, nó gì đắng nhiều hơn. Nó hơi già thì nó sẽ đắng. Số cải mình mới gieo lại ở đây luôn mọi người. Số cải này nó có như này là cải bể dúng mọi người. Số xà lách ở đây mọi người, thêm một số xà lách lại. Số cải bể dúng mọi người. Trên đây nữa mọi người, trên đây cải bể xanh mọi người.
lại còn một số để xà lách nè mọi người. Còn cái chỗ kia bên đây mình thu hoạch hết xà lách rồi nha mọi người. Mình đang lưu lại một số xà lách để mình trồng lên cái trụ bên đây. Xà lách ở đây nó cũng lớn quá rồi mọi người, nó có cây nó cũng già quá. Đợt bữa mình về quê rồi mình ăn nhà mình ăn cũng không kịp á mọi người, cho nên một số nó già. Cái này nó già nè mọi người, nó già cái lá nó ăn sẽ bị đắng nhiều nha mọi người, nó sẽ mất cái độ ngọt đi mà nó sẽ bị đắng. Nhưng mà so với cải bè xanh thì nó không đắng bằng đâu mọi người. Nó nói vậy chứ ăn đắng vậy chứ mình ăn cũng còn rất ngon mọi người. Nó ra cái bông luôn rồi. Hôm nay mình thu hoạch hết cái cải này luôn mọi người. Nó già quá nên ăn nó cũng uổng, không ngon, uổng. Muốn ra cái bông mà biết nó già lắm rồi mọi người. Cái cây này thì non hơn nè, mà cọng nó dài á mọi người. Trồng trên cao nó rủ xuống cho nó dài. Cọng này còn non à. Cọng này ra bông rồi. Cọng này ăn là đắng chết luôn. Mình vừa thu hoạch thì vừa quay cho nó hơi đảo đảo, mọi người thông cảm nha. Ở cái máy điện thoại mình nó rớt cái camera bị hư đó mọi người. Mình về quê mình đang quay cái nó rớt bị hư. Quay cái clip về quê nó nhìn không có vừa ý mọi người. Xin mọi người có xem cái clip mình quay ở dưới quê mọi người thông cảm nha. Mình sẽ cố gắng có cái đợt về quê lần sau mình sẽ chia sẻ với mọi người mấy cái trái cây mình dưới quê nha mọi người. Cái đợt thì rồi mình về quê quay clip nó tệ quá, nó xui xẻo là cái điện thoại mình nó rớt hư. Dạng này bữa hổm về quê nó chết anh mới gãy bài trắng đó mọi người. Bị nồng độ dinh dưỡng nó tăng cao á. Không kiểm soát kịp á là nó cháy lá chết đó mọi người. Trời này quá trời lớn luôn rồi. Sẽ bị đắng nha mọi người, cái lá nó sẽ ăn đắng đắng. Cái rào xà lách này nó ăn cái vị nó ngọt lắm mọi người, chỉ nhẫn nhẫn thôi. Mình để nó già như vậy thì nó ăn nó đắng nha mọi người, nó đắng lắm. Mình thu hoạch hết cái đợt này mình trồng lại mọi người. Cái xà lách này nó dễ ăn. Nhưng mà trồng mấy cái mùa mát mát ha mọi người. Những tháng mát mát như gần Tết hoặc qua Tết trồng mấy rau cải nó mới tốt mọi người. Mấy cái tháng nắng trồng nó rau cải nó không có chuyện mọi người. Mấy cọng ở trên đây luôn mọi người, trên đây nó cũng già mọi người.
thành công may nè mọi người. Cái cây này nè, to như vậy nó sắp to bông như vậy là nó già lắm mọi người. Mình ăn nó sẽ bị đắng mọi người, lá nó sẽ đắng hơn là bình thường. Bình thường cái salad này nó ăn nhẫm nhẫm thôi mọi người, có vị ngọt, quá trời ơi luôn. Cắt cũng vài cộng vậy thôi mọi người, cắt một hai ngày nữa mình cắt tiếp chứ mình cắt nhiều quá ăn không hết mọi người. Nhà mình có 5 người ăn không hết mấy cái rau này mọi người, cắt nhiều quá ăn sẽ không hết, mình bỏ tủ lạnh nó cái rau này sẽ không ngon mọi người. Được một số rồi nè mọi người, mọi người cái này cũng 5-6 cây á mọi người. Cây mình ăn nhà mình ăn cũng không hết rồi mọi người. Mình chỉ thu hoạch như đây thôi mọi người, để vài bữa mình sẽ thu hoạch tiếp. Cái clip cũng hơi dài rồi mọi người, mình cũng xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình nhé. Hẹn gặp lại mọi người ở các video sau của mình. Xin chào mọi người.